Hello anh em, lại là mình đây. Hồi hôm nay chủ nhật anh em à, mình nghĩ mình đi câu cá nha anh em. Anh em mình chuẩn bị xong hết rồi. Tối nay mình không có lên clip, hẹn ngày mai gặp lại anh em nha. Đây vườn mai của mình thì thời tiết thì đang xuống tiết chuẩn bị mưa anh em à. Chuẩn bị đón những cơn mưa đầu mùa, cho nên là cây đang phát triển rất là ok. Hãy mình quay cho anh em xem tham khảo chơi nha. Số bên này thì mình ghép, đa số là mình ghép hết rồi anh em à. Cây ok đấy. Đây là mai rừng, mình ghép mai rừng. Anh em thấy lá nè, xanh đen dày. Cây này mình ghép giảo anh em. Cây này thì mình nuôi lâu rồi nè, khá lâu rồi, mới con tàn lại. Cây này thì bữa mình có khui đế cho anh em coi nè. Quá đẹp luôn anh em nha. Cây này đế đẹp lắm anh em à. Cây này đang lên mầm. Cây đây hôm bữa mình mới lên chậu cho nên phải che lưới lại nè anh em nè. Nắng quá, giờ mình gỡ ra luôn. Mai đây mình sẽ tiến hành gỡ lưới ra. Sung anh em, quá sung luôn. Bữa ấy, ô có. Cây này rất là đẹp anh em à. Cây này đẹp lắm. Ôi, coi tranh thủ chốt cây anh em ơi, giờ trồng chơi. Vành 75 lùng lực. Đây, một khu vườn bên này nha. Còn mấy bên kia đó, nhưng mà mình có việc đi câu cá cho nên là hẹn gặp lại anh em nha. Tạm biệt anh em. Câu cá giải trí anh em à. Tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em nha. Chúc anh em buổi tối tốt lành luôn nha.